Tôi nghĩ đây là một trận đấu phải nói là hay của cả hai đội. Chỉ tiếc là không có bàn thắng thôi, tạo ra được nhiều cơ hội và đặc biệt là cầu thủ Viettel của chúng tôi mà chơi với tinh thần cao, quả cảm. Các bạn nhập cuộc với tinh thần cao nhất và đã tạo lên rất nhiều những cái tình huống, và đó là những cái tôi hài lòng nhất là cái tinh thần và cái lối chơi, cái triển khai cách chơi của toàn đội. Ông có thể lý giải do vì sao Phan Tuấn Tài xuất hiện trên sân sớm như vậy? Khi chúng tôi phát hiện ra là bên họ Hải Phòng họ khoét vào cái nách giữa trung vệ và hậu vệ biên, và chỗ Xuân Kiên thì họ sẽ đá bóng dài qua đầu thì không có chiều cao, chính vì vậy mà tôi quyết định là đưa Tấn Tài vào. Bạn ấy có chiều cao và bạn ấy đón những cái quả bóng đứng tuyến nghiêng và những quả bóng chuyển biên của Xuân Trường. Và sau đó thì tôi cũng đã hóa giải được một vài cái tình huống của Hải Phòng khi mà Xuân Trường đã chơi bóng dài vào các cái khu vực giữa cái nách và hậu vệ biên và trung vệ. Thực sự là tôi cũng tập trung vào trận đấu của tôi, không, nhưng mà tôi nghĩ là Trường làm cầu thủ đẳng cấp, cậu ấy là đội tuyển quốc gia thì trước trận đấu này cũng như một số ý kiến cho rằng là đội chơi của Viettel trong quãng thời gian gặp khó khăn của đội này là phụ thuộc quá nhiều vào Hoàng Đức. Trận này có đồng ý với quan điểm của Hoàng Đức thì chúng ta sẽ làm trận đấu này. Thực ra Viettel Hoàng Đức rất là quan trọng đối với đội bóng chúng tôi. Cái cách chơi và cái triển khai của Hoàng Đức, các bạn biết rồi, nhiều năm nay là cầu thủ quan trọng của Viettel. Tôi không phủ nhận điều đấy, nhưng không phải chúng tôi tập trung hoàn toàn vào cả Hoàng Đức và phong tỏa và phân bổ vào tất cả những cầu thủ các tuyến trên sân. Như vậy là thêm một trận đấu nữa câu lạc bộ Viettel vẫn chưa thể tìm chiến thắng, thì cái quãng thời gian này ông thấy rằng là những cái khó khăn của câu lạc bộ Viettel nó đã khắc phục được phần nào chưa? Cái khó khăn của chúng tôi đó là chúng tôi thiếu cầu thủ ngoại, hai cầu thủ ngoại không thi đấu được, nhưng cái khắc phục phần nào của chúng tôi là chính là cái tinh thần các cầu thủ nội. Khi thiếu các cầu thủ ngoại, các cầu thủ không hề mất tinh thần và chơi với 200% cái sức lực của mình để bù đắp lại những cái thiếu sút của đội bóng, và hầu như tất cả toàn đội nắm tay nhau ở những cái thời khắc khó khăn này, tôi rất là hài lòng. Ông đánh giá như nào về tình hình của trận đấu ngày hôm nay khi mà tôi thấy là Viettel chơi khá thấp và được thế chấp rất nhiều pha? Chúng tôi chủ động chơi nhường cái phần sân cho Hải Phòng và phòng ngự 1/2 sân nhà. Tất nhiên là khi Hải Phòng họ có khoảng trống, họ phát hiện ra cái khoảng trống, họ khai thác vào khoảng trống, và sau đó thì chúng tôi đã khắc phục được. Chỉ có là cái đầu hiệp, phải nói đầu hiệp 1 Hải Phòng chơi tốt, và sau khi quãng giữa hiệp 1 thì chúng tôi đã điều chỉnh, đã điều chỉnh kịp thời, hóa giải được rất nhiều những tình huống mà khi Hải Huy đẩy lên. Với một đội bóng mà đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng như là câu lạc bộ Viettel thì cái quãng nghỉ sắp tới đây nó mang lại sự tích cực nhiều hơn, mang lại sự tiêu cực nhiều hơn. Thực ra là rất là quý giá đội bóng của chúng tôi ở thời điểm này, bởi vì như các bạn biết là giai đoạn đầu là nghỉ là chúng tôi đang vào guồng thì nghỉ mình thì lại mất thêm một cầu thủ ngoại nữa, thì bây giờ thì cái quãng thời gian này cũng là cái quãng thời gian mà thứ nhất là để cho cầu thủ nghỉ ngơi, cầu thủ nội chinh chiến quá nhiều, thứ hai là chúng tôi cũng bổ sung, có cái thời gian để bổ sung cầu thủ và làm lại hồi phục cho các cầu thủ, và đưa thêm vào những cái chiến thuật mới để các cầu thủ thích nghi.